Rồi giới thiệu coi bữa nay đi đâu. Đi 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 chùa này là chùa Đại Tùng Lâm của thầy Nhẫn Đức đó ha. Kè dắt em đi kìa, hẩu. Đây hai chú tiểu nha, ở chùa ở đoàn xe của mình có hai chú tiểu nha. Đây quý vị, đây là chùa Đại Tùng Lâm. Chùa này rất nổi tiếng trên YouTube ha. Có nghe thầy Nhẫn Đức chia sẻ rất là nhiều á. Đi chùa Đại Tùng Lâm nha. Mùi công viên của chùa này rất rộng nha. Vô cùng rộng. Con đi vô đi, rồi cô quay. Trời rất đẹp ha, mình đang đi theo đoàn vô chánh điện nha quý vị. Đây là chùa Đại Tùng Lâm ở Vũng Tàu ha. Dắp xuống nè. Ồ, công viên của chùa này rất lớn, rất đẹp nha, hoa giấy không. Ôi mình cũng ao ước được đi đến ngôi chùa này một lần ha. Đây là một cái nhân viên rất là đặc biệt nha. Mình cũng từng có khởi cái tâm muốn đi cho biết. Đúng là nhân viên luôn ấy. Vô chánh điện mình cởi nón ra nha mấy cô. Ồ, cái hội trường, cái chánh điện của ngôi chùa này quá rộng, vô cùng rộng. Cái điểm đặc biệt ở đây nữa nè quý vị, ở phía trên này nè mình thấy nè ha, đây là những cái tượng Phật nha, tượng Phật nổi luôn ha. Rất đẹp nha. Cái đầu của mình đang đi lên nè, quý vị nhìn thấy nè, ở phía trên ở bên vách nè, tất cả là tượng Phật hết ha. Theo bên vách đi là không đây, không gian rất là rộng luôn nha. Bước vào trong này mình thấy nè, tượng Tây Phương Tam Thánh nha. Cái đoàn của mình đang cúng nè. Oh.
Có đi rồi hả? Lâu rồi lắm. Trời ơi giỏi quá ta. Nghe chuẩn bị mình cúng dường nghe ngôi chùa này. Ở chánh điện mình nhìn rất trang nghiêm ha. Ở trên là có tượng Tây Phương Tâm Thánh. Được thờ cúng rất là trang nghiêm luôn. Không gian của cái hội trường này thì rất rộng nha. Ở trong đây là Phật không cái gì ơi. Những cái tượng ở phía trên này toàn là Phật không nha. Đều như vậy hết nha, bốn bên bốn phía luôn. Ở phía sau á, những cái hành tượng mà anh ở trên đây á, màu tím nè, đều là tượng Phật A Di Đà hết đi. Để uống nước rồi này kia ha. Hồi những hơi nghỉ mệt rồi. Nghe nói là cái nơi này để nuôi dưỡng người lớn tuổi á. Thầy ở đây nuôi người lớn tuổi rất nhiều ha. Cái nhân viên Phật Pháp và các pháp hội của Ngài cũng rất nhiều á. Thầy Nhận Đức ha.